các bạn và mọi người biết gì không? Hà Nội đang rất là nóng và trời này thì thực ra mình không muốn ra ngoài đường đâu. Nhưng mà ở nhà bật điều hòa nhiều thì nó cũng rất là tốn tiền và viêm màng túi nữa. Vì thế, mình sẽ có xu hướng tìm kiếm những cái sản phẩm nào nó hỗ trợ cho việc làm mát mà lại không tốn kém hoặc có nhu cầu sử dụng cá nhân chẳng hạn. Chắc chắn rằng nhiều bạn cũng đang tìm kiếm những cái thiết bị như kiểu điều hòa rồi quạt các kiểu này nọ như mình trong thời điểm này đúng không? Thì ngày hôm nay, mọi người biết gì không? Mình sẽ review, lúc nào cũng hỏi câu đấy nhưng làm sao mà ai biết được nếu như mình không nói. Mình sẽ review cho các bạn một chiếc quạt rất thú vị. Ta-da! Mới đầu ấy, nhìn em này ấy, chắc mọi người sẽ không đoán được ra là cái gì đâu. Đây chính là chiếc quạt không cánh, lọc không khí đến từ Akono. Và chi tiết như thế nào hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Đầu tiên, nói về chiếc quạt không cánh lọc không khí Akono này sẽ thấy ngay là một cái thiết kế nó khá là dị. Khi mà mình mở hộp ra ấy, mình thấy wow, trời ơi, sao lại có thiết kế này. Trông nó sẽ vừa giống một chiếc đèn ngủ, trông nó giống một cái máy lọc không khí, mà cũng có thể giống một chiếc máy kiểu đuổi muỗi như thế này. Đấy, nó cứ là nó xoay đi xoay lại như thế mọi người. Bên cạnh đó ấy, được cái điểm cộng là thiết kế màu trắng và nhìn rất là tối giản. Thế là mình thấy để phù hợp với mọi không gian nội thất luôn. Và điểm thứ hai trong quá trình sử dụng, mình nhận ra thấy một điều là thiết kế ưu điểm lớn là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ khoảng 3 cân thôi. Và mình có thể dễ dàng cầm nắm ở phần cánh quạt, mình xách đi mọi chỗ mọi nơi, di chuyển và đặt để dưới chân giường cũng được, mà để trên bàn làm việc như thế này cũng được. Rất là nhỏ gọn và không hề bị quá cồng kềnh nha mọi người. Và vẫn mát. Và nói về chức năng của em quạt này ấy, thì chúng ta sẽ có tới 3 chức năng với phiên bản cao cấp nhất nha. Đầu tiên ấy, chức năng cơ bản chính là quạt không cánh nên sẽ là làm mát. Nói chung là tạo gió ấy mọi người. Thì ưu điểm của những cái thiết kế quạt không cánh ấy là cực kỳ an toàn cho nhà nào mà có trẻ con. Bởi vì sao? Sẽ không lo những cái tai nạn xảy đến do là cánh quạt ấy mọi người. Em này làm gì có cánh đâu. Đây các bạn nhìn thiết kế này, đây là cái cửa thoát gió và vẫn rất là mát. Hiện tại thì mình vẫn đang bật quạt nha, và mọi người sẽ không, hầu như không nghe thấy tiếng ồn, bởi vì là mình ngồi đây mình cũng đâu nghe thấy đâu, tiếng nói của mình còn át cơ mà. Đấy, nên rất là phù hợp với kiểu vừa làm việc vừa đặt quạt lên. Và nói về cái khả năng làm mát thì em này sẽ có tới 9 cấp độ gió, rất là nhiều để cho mọi người lựa chọn. Bên cạnh đó thì sẽ có 3 cái chế độ gió. Chế độ gió ngủ, đây các bạn nghe đi, không có tiếng ồn, rất là êm. Buổi đêm ấy, chúng ta có thể là bật điều hòa và bật thêm cái chế độ gió này phe phẩy, chế độ ngủ á. Chế độ thứ hai sẽ là chế độ gió tự nhiên. Cái này thì khá là dễ chịu đối với những bạn nào mà thích kiểu mát hơn một chút nhưng mà không kiểu bị khó chịu với cái tốc độ gió quá là mạnh, thốc vào người chẳng hạn. Và sẽ thêm có một cái chế độ nữa là gió mạnh, cho các bạn xem gió mạnh là như nào. Đây là chế độ ngủ nha, rất êm đúng không mọi người. Gió tự nhiên, mức gió sẽ là khoảng tầm 3-4 gì đấy, mạnh hơn một chút nhưng vẫn rất là êm và hầu như không có tiếng ồn. Gió mạnh, biểu quản yêu cảm lố quá, nhưng mà rất là mạnh. Hơn nữa ấy, thì em này sẽ có khả năng quay trái quay phải với một cái góc là 90 độ như thế này các bạn ạ. Đấy, nhìn đã giống một chiếc máy đuổi muỗi chưa. Ngoài ra ấy, mọi người sẽ có thể tự điều chỉnh được cái chiều gió theo mình mong muốn, với cái khả năng là chúc xuống đằng trước này hoặc là ngửa ra đằng sau, một góc là 15 độ mỗi chiều, thấy chưa? Tiện không? Mình sẽ chúc vào đây cho nó phả thẳng vào mình luôn, cho gia linh hết mát. Ngoài ra ấy, thì em quạt không cánh lọc không khí Akono này sẽ có thêm một chức năng đúng như tên gọi là lọc không khí nữa. Và tại sao là em mình có thể lọc được không khí? Nhìn cái thiết kế này thì chúng ta sẽ thấy ngay là quá quen thuộc với những chiếc máy lọc không khí rồi đúng không? Đây, quá quen thuộc đúng không? Đây sẽ là lỗ hút khí. Và bên trong này, em quạt này sẽ được trang bị một cái lõi lọc HEPA. Và nếu như bạn nào ấy mà đã tìm hiểu về những cái sản phẩm máy lọc không khí vân vân mây mây thì chúng ta quá quen thuộc với lõi lọc HEPA rồi đúng không? Cái lõi lọc HEPA này sẽ giúp các bạn lọc không khí. Và với chiếc quạt Akono này, các bạn sẽ có hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản lõi lọc HEPA tiêu chuẩn, sẽ giúp các bạn lọc không khí qua 3 lớp lọc. Đây các bạn có thể nhìn thấy, úi dồi ôi, cả lông mèo nhá, mình không hề nói điêu nên mới thấy được là khả năng lọc không khí của em này là có thật. Đầu tiên sẽ là màng lọc kim loại tĩnh điện, và cái lớp lọc thô này sẽ giữ lại bụi bẩn này, phấn hoa này, giọt bắn này, cũng như là đặc biệt lông thú mèo, sợi vải vân vân. Tiếp đến sẽ là một lớp mạ nano ion bạt kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn TUV luôn. Nói chung là kiểm nghiệm về hiệu quả lọc không khí giúp diệt sạch vi khuẩn này, virus và nấm mốc. Và bên trong ấy thì sẽ là màng lọc HEPA. Đây sẽ là màng lọc giúp các bạn có thể là lọc được bụi mịn với kích thước siêu nhỏ, 0,3 micromet.
Và với cái phiên bản mà Akono, quạt không cánh, lọc không khí ấy, nâng cấp hơn, đó chính là chúng ta có thể trang bị thêm một cái màng lọc HEPA 4-in-1 H13. Với cái màng lọc HEPA nâng cấp đấy thì các bạn sẽ có thêm một lớp than hoạt tính, và với cái lớp than hoạt tính đấy thì sẽ giúp khử mùi nữa. Nên là với phiên bản nâng cấp nhất thì các bạn sẽ có tới 3 chức năng cơ. Không chỉ là làm mát này, lọc không khí mà còn có cả khử mùi nữa. Và thực ra ấy, nói về phiên bản nào, chúng ta vẫn có thêm một cái chức năng diệt khuẩn với tia UV nữa mọi người ạ. Có thể thao tác trực tiếp ở trên điều khiển như này. Khi mà mình ấn trên điều khiển như này, lập tức ở bên trong sẽ có đèn chiếu tia UV, sẽ giúp cho các bạn là có thể khử khuẩn, diệt khuẩn không khí tốt hơn. Và nói về cái cách điều khiển ấy thì rất đơn giản luôn. Thứ nhất là các bạn có thể thao tác trực tiếp bằng màn hình LED cảm ứng như này. Mình đã biểu diễn rồi đúng không? Đó. Có thể là điều chỉnh chế độ này, tốc độ quạt này, cũng như là điều chỉnh túp lăng. Ngoài ra ấy, các bạn sẽ có một chiếc điều khiển từ xa mini siêu nhỏ gọn. Chúng ta có thể nằm trên giường và tự điều khiển, hoặc là đứng bất cứ đâu. Nếu như mất điều khiển, đừng lo, bởi vì các bạn sẽ có khả năng kết nối với điện thoại qua ứng dụng Smart Life. Và trên ứng dụng này các bạn có thể thao tác rất nhiều, cũng như là hẹn giờ tắt quạt lên tới 8 giờ. Và đại khái ấy, trong quá trình sử dụng ấy, thì mình thấy em quạt này phục vụ cực kỳ tốt nhu cầu sử dụng cá nhân và sẽ rất phù hợp với nhà nào như kiểu là có trẻ nhỏ, bởi vì là không cánh rất an toàn, và đặc biệt ấy là sử dụng trong cái không gian nó cũng bé bé xinh xinh thôi, cũng như là sử dụng cho ít người thôi. Bởi vì phải nói thật là công suất quạt thấp, nếu mà so với những chiếc quạt như kiểu điện cơ ấy thì tất nhiên là cái tốc độ gió và cái lực gió, cường độ gió nó sẽ không mạnh bằng. Nhưng em này được cái là có cái khả năng giả lập gió tự nhiên, nên là ví dụ mình sẽ rất thích như kiểu mang để lên bàn làm việc xong rồi cho quạt thốc thẳng vào người, không hề bị khó chịu hay là khó thở luôn ấy. Và phù hợp với không gian nhỏ, bởi vì là cái bước gió của em này ấy, mình thấy cũng khoảng cách chỉ được khoảng 2m thôi chứ không thực sự xa lắm. Nên nói chung là các bạn cân nhắc nhu cầu sử dụng. Đối với mình ấy thì nhu cầu sử dụng cá nhân này quá hợp lý luôn, và lại còn đẹp nữa. Nên là các bạn có thể tham khảo ngay, link mình để mô tả chi tiết phía dưới. Bởi vì em này ấy, mình có rước về là từ cửa hàng TCS, được bảo hành là 24 tháng lận á, khá là dài. Các bạn tham khảo đi. Còn bây giờ thì bye bye.